đây là cái điều mà có lẽ chỉ ở Việt Nam nước ta mới làm tốt được như thế, bởi vì lãnh đạo của nhà nước luôn luôn quan tâm đến sức khỏe của nhân dân. Em cảm thấy sau khi kết thúc đợt dịch này ạ, thì ngành du lịch nước ta chắc chắn sẽ là rất là phát triển, bởi vì nước ta đã tạo được uy tín trên thế giới, kể cả về đối với ngành y tế và cách nước ta đối xử với lại bạn bè thế giới. Từ lúc bắt đầu có hiện gì thì thấy biện pháp chính phủ mình rất là có hiệu quả tốt, nên tất cả người dân, tất cả mọi người và kinh tế Việt Nam mình cũng ảnh hưởng nặng nề. Trong thời kỳ chống dịch nhiều năm thì tôi thấy rằng chưa có bao giờ có một cái sự đồng lòng lớn như vậy. Cũng phải đánh giá cái sự cố gắng của công tác truyền thông cho người dân kịp thời, truyền thông đúng, truyền thông để cho người dân vào cuộc, truyền thông để cho người dân không hoang mang. Không có những ca lây nhiễm ở cộng đồng thì chúng ta cũng giải được yên tâm cái việc lây lan cho cộng đồng. Nhưng không phải thế mà không thể không có. Nếu như chúng ta không chịu tiếp tục làm quyết liệt, Phó Thủ tướng cũng đang có nói rằng là ngành nào nghỉ thì nghỉ, nhưng ngành y tế, ngành quân đội, ngành công an thì không nghỉ, chúng ta chưa được lơ là.